Xin chào cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị mình nhận ra đây là cây gì không ạ? Rất đẹp đúng không cô bác anh chị? Mình sẽ nói tên cây này ra thì cô bác anh chị mình sẽ không tưởng tượng nổi nó lại có cái tên đâu. À, đây là cây xương rồng diệp long của anh chị mình ạ. Đây, cô bác anh chị mình quan sát đây. Cây thân nó rất là nhiều gai. Đây. Đó. Cái xương rồng diệp long này là một cái loại xương rồng nguyên thủy. Lá của nó đây của anh chị mình ạ. Cái này nó có thể hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh ung thư. Ví dụ vòm họng, đại tràng, mũi, vú và rất là nhiều cái loại khác nữa. Mà hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình cái cây xương rồng diệp long này. Rất tuyệt vời luôn của anh chị mình ạ. Cái xương rồng diệp long này nó có tên khoa học là Biretgia bilio. Tên tiếng Anh của nó là Sensor Plant. Thì cái Sensor Plant này tên tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt nó là cây ung thư. Như vậy nó mới rất là quý. Rất tuyệt vời. Loại này chúng ta bộ phận sử dụng của nó là lá. Lá của nó. Lá của nó chúng ta có thể sử dụng để nấu ăn. Nấu chín ăn nè, rồi ép sinh tố làm salad. Đó, rồi làm rau sống ăn. Mà nó không có cái tác dụng phụ. Rất tuyệt vời. Loại này nó có ở rất là nhiều nước, ví dụ như ở Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, ví dụ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và các nước ở châu Phi và Nam Mỹ. Như Hải đã nói, đây là một cái loại cây xương rồng, mà là một loại xương rồng nguyên thủy. Hoa của nó màu cam, trái của nó là nửa hình tròn. Hình mình sẽ để hình ở trên video cho các anh chị mình tham khảo ha. Rồi. Công dụng của cây xương rồng diệp long này, nó phòng và hỗ trợ và điều trị được một số bệnh ung thư như Hải đã chia sẻ. Vòm họng, đại tràng, mũi, vú và nhiều loại ung thư khác. Và nó không gây tác dụng phụ cho chúng ta. Cây này ở Malaysia thì theo truyền thống người ta dùng cây này để điều trị cái bệnh ung thư vú. Và cũng ở nước này, các nhà khoa học của nước này đã nghiên cứu và đã chứng minh rằng cây này nó có khả năng điều trị cái bệnh đó. Rất tuyệt vời không các anh chị? Đó. Cách dùng cây này để trị bệnh thì rất là đơn giản. Cách dùng rất là đơn giản. Mỗi ngày khi mà chúng ta dùng điều trị bệnh đó nha, thì đây chúng ta sẽ kết hợp những cái cách này đây. Mỗi ngày trước khi mặt trời mọc nha, trước khi mặt trời mọc, cô bác chị mình lấy cho Hải 3 lá như thế này. Đừng quá non, cũng đừng quá già, lấy 3 lá như thế này. 3 lá. Nếu cây nó lớn và tốt thì lá nó sẽ bự hơn. Chúng ta vẫn có thể lấy 3 lá. Lá nó bự như thế này. Đây của anh chị. Đó, vẫn có thể lấy 3 lá. Ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo và chúng ta nhai từ 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 và nuốt luôn. Trước khi mặt trời mọc nha. Trong ngày chúng ta có thể dùng lá này để làm rau ăn, dùng làm salad, làm sinh tố. Hoặc là chúng ta ăn nó bằng cái cách ví dụ như là ăn chung với lại rau sống khác. Đó, thì rất là tuyệt vời. Theo như chia sẻ thì có một người đã bị vòm họng. Giai đoạn nó rất là tệ rồi. Thì người này mới được một cái người quen cho mượn cái cây này. Người ta trồng trong chậu của bán chị mình. Nó cho mượn cây này để về mỗi sáng lấy cái lá này nè, 3 lá này nhai trước khi mặt trời mọc. Và người đó tin tưởng rằng sẽ được hết bệnh. Cộng thêm với lại phối hợp với lại cái pháp đồ điều trị của Tây Y. Thì cái vấn đề phối hợp và hỗ trợ điều trị này thì Hải đã nói rất nhiều lần rồi. Chúng ta sử dụng Tây Y không. Ví dụ chúng ta một người rinh một cục đá 50kg thì rất nặng. Nhưng hai người rinh cục đá đó 50kg thì rất nhẹ. Nó nhẹ bớt đi một nửa. Chúng ta đang điều trị Tây Y, chúng ta có phối hợp với lại Đông Y, thuốc Nam, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ mau hồi phục bệnh hơn. Đó. Chúng ta cần thế này. Trị bệnh, bất cứ cái bệnh gì, chúng ta là nên hiểu rằng tiên khí hậu huyết. Khí là cái lực. Khí là gì ạ? Là cái hơi, giống như là cái hơi chúng ta vậy đó. Máu huyết chúng ta lưu thông được là do khí.
bọt khí nó nằm ở dưới, nó mới đẩy cái những cái máu đi, tuần hoàn máu được. Thì khí chúng ta nó bị hao tổn thì chúng ta sẽ bồi bổ vô, trị bệnh á, tăng khí lên. Tăng khí lên xong, máu huyết chúng ta ít thì sao? Chúng ta phải bổ máu. Thì bổ máu thì chúng ta để làm gì ạ? Chúng ta cần nên có tinh thần là lúc nào cũng hy vọng hết bệnh. Thì chúng ta sẽ lúc đó chúng ta cơ thể chúng ta ráng ăn vào, ráng ăn, ăn những chất bổ vào để làm gì ạ? Để cho nó tăng cái huyết lên. Khí và huyết nó đầy đủ thì nó sẽ đánh bật cái bệnh tật của chúng ta. Nhớ là tiên khí hậu huyết. Đó. Khí là cái ví dụ chúng ta hít thở vào để làm gì ạ? Để lấy khí oxy đúng không ạ? Đó là như vậy. Đó. Thì lấy khí oxy để làm gì ạ? Để lưu thông máu. Đó, lưu thông máu. Nhưng mà chúng ta đã lưu thông được rồi, nhưng mà huyết chúng ta thiếu do chúng ta bị bệnh, suy giảm cái sức khỏe thì chúng ta phải bồi bổ lại. Bồi bổ lại cái huyết đó. Từ đó nó sẽ giúp chúng ta thoát được cơn bệnh rất tuyệt vời. Thì đó là một cái số vấn đề mà Hải muốn chia sẻ của anh chị mình từ cây xương rồng diệp long này. Cây này cái cách trồng rất đơn giản. Mình chia sẻ của anh chị mình nè. Cái cây của Hải bây giờ là nó khoảng đây 20 nè. 40 hơn 60. Hơn 60 thì Hải sẽ cắt thành cách mặt đất lên 20 cắt ngang. Và cái đoạn này Hải sẽ cắt thành 3 đoạn. 3 đoạn Hải găm lại, Hải găm lại dưới đất như thế này, găm lại thì nó sẽ lên. Một đoạn khoảng 15-20 phân như thế này là nó sẽ lên lại. Nó là họ xương rồng cho nên rất là dễ trồng. Nhưng cái giống của nó thì bây giờ nó lại hiếm. Nhưng không hiếm lắm. Của anh chị mình có thể tìm mua ở trên mạng, ở trên những cái chỗ mà người ta bán cây dược liệu uy tín á. Lưu ý cái giống diệp long này á, là nó có rất là nhiều loại ha. Của anh chị mình nên lưu ý nè. Cái xương rồng diệp long này á, là nó hình dạng nó như thế này. Hoa nó màu cam, trái nó hình nửa cái hình tròn. Và tên khoa học của nó chính xác là Pyrethrea bileo. Và nó còn tên tiếng Anh là Cancer Plant, có nghĩa là cây ung thư. Như vậy thì Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình cái thông tin rất tuyệt vời từ cái cây này. Cái xương rồng diệp long này, của anh chị mình có thể tìm trên mạng để mua về và chúng ta dùng để ăn. Nó không phải để trị không mà nó có thể phòng. Mỗi ngày chúng ta dùng vài lá thì rất là tuyệt vời. Đôi khi có những cái mầm bệnh mới chốn trong cơ thể chúng ta chưa có phát hiện được. Thì chúng ta sử dụng cái cây này thì nó sẽ cho qua luôn, diệt luôn. Rồi. Ở dưới đây là của anh chị mình thấy cây gì không ạ? Đây là cây sâm cao đen, còn gọi là sâm tiên mau. Hải nó ương rất là nhiều. Gần đây là cây chó đẻ răng cưa tím. Và đây là cây chó đẻ răng cưa sâm. Có một loại cây chó đẻ răng cưa lá thưa nữa. Thì cái cây chó đẻ răng cưa lá thưa đó chúng ta không sử dụng. Chúng ta chỉ sử dụng cây tím này và cây xanh này để hỗ trợ điều trị một số cái bệnh gan. Rồi hôm nào đi Hải sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị mình ha. Cây sâm cao đen điều trị cho các anh các chú yếu mềm liệt cần. Hoa của nó đây các anh chị. Đây. Đó, thấy hoa của nó chưa? Yếu mềm liệt cần, rồi tinh trùng yếu, rồi hiến muộn ở nam, rất tuyệt vời. Đó. Rồi thì cũng đã xong. Thì cô video Hải cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.